Chúng ta vừa nghe âm thanh của cây tonica với model là TU250, một cây đàn có hình thức rất là đẹp, nhưng cái chính nhất và cái kết quả nhất là chúng ta vừa nghe đó là âm thanh của cây đàn rất tuyệt vời và rất là vang sáng và trong. Tôi nghĩ rằng là một cây đàn và với phân khúc chi tiêu tiết kiệm mà chúng ta chỉ trên 20 triệu đồng chúng ta đã có một cây đàn như thế này, thì tôi nghĩ là có thể nói rằng là không có gì chúng ta phải đắn đo cả. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái body của cây đàn. Vâng. Trên mặt trên này là cái phần mà dễ bị xây xước nhất, thì các bạn thấy rằng là nó cũng vẫn rất là đẹp và vẫn rất là tuyệt vời. Vâng, chúng ta sẽ xem từ cái đầu hồi này. Vâng. Đấy, các bạn thấy đầu hồi này hoàn toàn là không có bị xây xước một chút nào cả. Chỗ này chỉ bị một hai vết nhỏ nhỏ thôi. Nắp trên, mặt trước này, tôi thấy là cái màu sắc này rất là đẹp, tạm gọi là chúng ta hay gọi là màu rượu vang hoặc là màu cánh gián, đúng không ạ? Phía dưới này, đấy, cánh gián Việt Nam mình hay gọi là màu cánh gián. Đấy, nhưng mà cái màu này thì nó tươi hơn một chút và nó sáng, vâng, màu này sáng. Chúng ta xem cái mặt hồi bên này, vâng, cũng rất đẹp, hoàn toàn không có vết xây xước, vâng. Cây đàn được đánh giá rất cao, các bạn có thể nhìn ở cái tờ đánh giá tôi đang cầm trên tay này là body B như chúng ta vừa xem, còn lại 4 tiêu chí là key, pin, action, soundbox đều là A. Vâng, đều là A. Đây, soundbox A tức là gì? Tức là rất đẹp. Vâng, tức là không có một vết nứt nào, tức là tất cả đều rất hoàn hảo. Đấy, các bạn thấy không một vết nứt, không một vết chảy xước gì ở cái soundbox này cả. Rất xứng đáng là A, thậm chí là trên A. Vâng. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra phần action, phần pin. Xin mời các bạn. Vâng, đây là toàn bộ cái phần máy móc cũng như là chốt pin dây bên trong. Chúng ta cùng xem từ chốt pin. Các bạn để ý rằng nếu như cây đàn mà Yamaha phải rất đắt tiền thì mới được sử dụng cái chốt pin bằng chất liệu thép trắng như thế này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thép trắng. Và rất là trông, chúng ta đã thấy một cái sự kiên cố hết sức là chắc chắn rồi. Đây, chúng ta nhìn sang đây. Đấy. Chốt pin rất là đều, không có cái cao, cái thấp. Rất đều. Đấy. Cái phíp ở chặn chân bên trong cũng còn rất đều và nó không có cái nào bị lòi ra hay thụt sâu. Đấy, rất đều như thế này. Tôi muốn nhấn mạnh là cái thép trắng này nó sẽ tốt hơn cái thép đen rất là nhiều. Nên đây là một cây đàn mà tuy là ở phân khúc thấp so với tài chính mà chúng ta mua bây giờ, nhưng bản chất khi người ta sản xuất cây đàn này thì hoàn toàn tôi nghĩ không phải là phân khúc thấp đâu. Đấy, mà là một phân khúc cao của hãng Tonica này. Đấy, chúng ta nhìn đấy. Ở dưới phần action, các cái dây co này, các lò xo cũng đều rất tuyệt vời. Đấy. Chúng ta xem phần key. Key A. Vâng, đúng là rất chắc chắn. Vâng, một cây đàn mà tất cả mọi phần đều rất ok. Chúng ta còn phần cuối cùng là B đàn. Vâng, xin mời các bạn xem pedal. Ba pedal hoạt động tốt với cái phần đầu dây này. Tôi vẫn luôn nhấn mạnh mọi người là cái đầu dây này là dễ bị rỉ nhất. Và cây đàn này hoàn toàn không bị rỉ một chút nào với cái đầu dây phía dưới này. Đấy. Nói vui là rất nhiều bạn đi mua đàn, xem đàn không thể kỹ như là tôi giới thiệu với các bạn được. Bởi các bạn đâu có không hiểu hết được vấn đề. Nhưng khi chúng ta xem này, chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và các bạn, rất nhiều bạn, tôi cũng cảm ơn các bạn đã... chỉ cần sau khi xem đã gọi cho tôi và đã quyết định mua những cây đàn này. Và tôi nghĩ rằng là cái sự chân thành và trung thực cũng như là làm việc hết sức nghiêm túc của tôi và cái sự tin tưởng của các bạn sẽ đưa đến một cái kết quả là chúng ta có thể có những cái giao dịch, có những cái dụng cụ học tập tốt cho con em mình, cũng như là đưa con em mình tiệm cận dần đến với cái nền âm nhạc văn minh hiện đại, giúp các con phát triển trí tuệ về tâm hồn, vân vân. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem.